Hạ Vô Đanh trên chấm 11m Việt Nam xứng đáng vào tứ kết Asian Cup. Trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Asian Cup diễn ra tối ngày 20 tháng 1, thầy trợ huấn luyện viên Park Hang-seo họ cho đánh 1-1 trong 120 phút, sau đó thắng với tỷ số 4-1 ở lượt đá luân lưu 11m. Họ 1-1 sau 90 phút, tuyển Việt Nam xuất sắc vượt qua Jordan 4-2 sau loạt luân lưu cân não. Đối thủ của thầy trò Park Hang-seo ở tứ kết Asian Cup 2019 sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Saudi Arabia và Nhật Bản. Cả 3 bàn thắng của Jordan ở vòng bảng Asian Cup 2019 đều đến từ hiệp thi đấu đầu tiên, trong khi đó bàn thua đáng tiếc nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận khai màn gặp Iran đến từ một pha sút phạt sai phạm của Ali Anan. Bàn thắng mở tỷ số của Jordan ở trận đấu này cũng đến vào cuối hiệp 1 và đến từ một quả phạt gián tiếp. Trước đó đúng 1 phút, Jordan được hưởng quả sút phạt trực tiếp ở một cự ly và góc sút cực rộng. Các cổ động viên Việt Nam ắt hẳn phải lạnh người khi nhớ lại tình huống bàn thua trước Iraq ở phút 90, nhưng rồi cú sút phạt ấy đập vào hàng rào, chắc hẳn hàng triệu con tim Việt Nam khẽ reo lên tiếng vui mừng. Nhưng ngay sau đó là tình huống Hùng Dũng lao gầm giày cao chân vào bóng ngay trong vòng cấm. Đấy là một tình huống phạt khá hy hữu khi trọng tài cho các cầu thủ Jordan hưởng quả phạt gián tiếp ngay trên vạch 16m50 vì lỗi chơi bóng nguy hiểm, góc sút là khá hẹp. Trong khi các cầu thủ Việt Nam còn ngỡ ngàng với pha chạm bóng thoát gián tiếp của cầu thủ đội phương thì Baha Adetraman quăng chân phải tung ra cú sút cực đẹp, đưa bóng vào góc xa khiến cho thủ thành Đặng Văn Lâm chỉ còn biết bay người trong tuyệt vọng, hàng triệu trái tim chắc hẳn khuyến đi một nhịp đập. Gánh nặng trên vai thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chợt nặng thêm trước đối thủ mạnh hơn mình. Bàn thắng ấy được ghi ở 6 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, nhưng chỉ 6 phút sau khi hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu, gió đổi chiều. Ngày này đúng 1 năm về trước, công phượng khiến cho U23 Iraq chết lặng. Hàng triệu cổ động viên Việt Nam bùng nổ với cú điểm bóng đội hướng tung lưới đối phương sau cú ngã bàn đèn đầy ngẫu hứng của Phan Văn Đức. Trận đấu này Phan Văn Đức ra sân từ đầu cùng công phượng. Người chuyền bóng hôm nay không phải là Phan Văn Đức mà là Trọng Hoàng, và công phượng lại là người giơ chân đệm bóng tung lưới đối phương sau pha tạt bóng chân phải đầy cảm giác của Trọng Hoàng. Bộ đôi Phượng Hoàng tung cánh rực rỡ, hàng chục triệu trái tim Việt Nam thêm lần nữa vỡ òa vì hạnh phúc. Ngày 20 tháng 1 đã trở thành ngày lịch sử của riêng công phượng. Jordan suy cho cùng cũng có gì là đáng sợ? Jordan chẳng đáng sợ, bởi suốt những phút còn lại sau bàn thắng của công phượng, người ta được thấy lại tinh thần quả cảm, ý chí chiến binh mà các tuyển thủ U23 Việt Nam thắp lên trong sương mù ở sân vận động Thường Thục đúng 1 năm về trước, để khởi đi một kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, kỳ tích mang tên Á quân châu Á. Gần 40 phút tính cho đến hết thời gian thi đấu chính thức ấy, nếu may mắn các cầu thủ Việt Nam có màn lội ngược dòng ngoạn mục với hàng loạt những cơ hội được tạo ra trước khung thành thủ môn MS Saifi bởi những pha tấn công như vũ bão mang đậm dáng dấp chiến binh ngày nào ở giải đấu U23 châu Á 1 năm về trước. Đến lúc này chẳng còn biết ai là đội mạnh hơn nữa, bởi ở đôi chân của các tuyển thủ Việt Nam là một khí thế nghiêng trời lệch bể. Không ai còn nhận ra một đội tuyển Việt Nam vừa chật vật lách qua vòng đó bạn, bởi mồ hôi của các cầu thủ Triều Tiên nữa không còn nhận ra nét mệt mỏi mà những học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo từng khiến cho người hâm mộ lo lắng như những trận gặp Iraq hay Iran nữa. Thay vào đó là một khí thế ngút trời khiến cho đối phương phải cuống cuồng chống đỡ. Tin được không, trước một Jordan hùng mạnh đứng đầu bảng, hai cuộc đương kim vô địch Asian Cup không để lọt lưới bàn thua nào trong suốt vòng bảng đấu, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vượt trội hoàn toàn trong các chỉ số sau 90 phút chính thức với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 60% cùng 8 pha phạt góc, trong khi đối phương không có nổi quả phạt góc nào. Có gì lạ đâu khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm cả châu Á phải kinh ngạc suốt hơn một năm nay, chứ đâu phải chỉ đến trận đấu này. 120 phút với 3 sự thay đổi gồm Tiến Linh thay Công Phượng, Văn Toàn thay Huy Hùng và Xuân Trường thay Phan Văn Đức, những đôi chân Việt Nam vẫn mãi miết dồn bóng về khung thành Jordan để tìm kiếm thêm bàn thắng, bước qua tứ kết đầy xứng đáng để thêm lần khiến cho cả châu Á phải bàng hoàng. Trong một năm trước, trên chấm 11m, các học trò của ông huấn luyện viên Park Hang-seo kết liễu U23 Iraq bằng cú sút cuối cùng của trung vệ Bùi Tiến Dũng, màn cởi áo chạy như bay ăn mừng của cầu thủ là ngôi sao sáng nhất của câu lạc bộ. Việc theo này ắt hẳn vẫn còn không ít người hâm mộ Việt Nam vẫn nhớ như in trong đầu. Minh Phương đã một lần xuất trượt luân lưu ở Asian Cup 2018 và hôm nay thêm lần nữa, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai này bị thủ thành đối phương đánh bại. Nhưng không sao cả, lần này Bùi Tiến Dũng không cởi áo ăn mừng, anh chỉ đứng đó giơ cao cánh tay Việt Nam chiến thắng, đơn giản thôi. Hai lần gặp nhau gần đây, Việt Nam và Jordan đều hòa nhau, trong đó một trận hòa dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Jordan vào vòng 1/8 với tư cách đội đứng đầu bảng B có được 7 điểm, hiệu số bàn thắng bại 3-0.
Việt Nam đi tiếp với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất, giành 3 điểm. Việt Nam hiện đang xếp thứ 102 thế giới. Nếu thắng Jordan, đồng quân áo đỏ sẽ quay lại top 100. Việt Nam và Lebanon là hai đội xếp thứ 3, có thành tích giống hệt nhau, nhưng Việt Nam vượt qua Lebanon nhờ điểm phạt lay. Việt Nam nhận 5 thẻ vàng, Lebanon 7 thẻ vàng. Trọng tài bắt chính là Alisa Fahani, là người từng bắt trận chung kết lượt về AF Cup 2018 và tạo nên một cơn mưa bàn thẻ. Sự trở lại của Duy Mạnh sau án treo giò là bổ sung rất quý giá cho hàng thủ, tuy nhiên ba cái tên Công Phượng, Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo trong trường hợp Việt Nam đi tiếp nếu nhận thêm thẻ vàng. Người gần nhất giúp Việt Nam chọc thủng lưới Jordan là Anh Đức, tuy nhiên tiền đạo 33 tuổi đã xin rút lui khỏi AF Cup 2018. Jordan là một trong các đội chưa thủng lưới tại Asian Cup 2019, nhưng họ cũng nằm trong số những hàng công ghi ít bàn nhất lọt vào 1/8, 3 bàn chỉ hơn Bahrain. 4 bàn thắng của Việt Nam cho đến thời điểm này đến do công của Công Phượng, Quang Hải, Quế Ngọc Hải và một bàn cầu thủ Iraq đốt lưới. Các nhà cái đánh giá Jordan xếp thứ 10 trên 16 đội lọt vào vòng 1/8. Về khả năng vô địch, Việt Nam chỉ xếp thứ 15. Huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu trước trận: "Chúng tôi đã lấy giành được tấm vé cuối cùng vào vòng dành cho 16 đội mạnh nhất. Tất cả đều đang cảm thấy rất phấn khích. Tôi hy vọng các học trò sẽ có một màn trình diễn hay trước Jordan." Huấn luyện viên Pokesman của Jordan: "Trận đấu này sẽ khó khăn hơn trận Serbia và Australia. Đội từng dự World Cup, tôi đã nói nó khác rất nhiều. Ở vòng bảng chúng tôi được chơi 3 trận, giờ chỉ chơi 1 trận sống còn, thua là về nhà. Chúng tôi biết rất nhiều người Việt Nam tin tưởng và mong chờ vào chiến thắng. Hai đội bóng, hai đất nước đều tin tưởng điều mình làm và cũng có khát vọng như nhau." Jordan đối thủ của Việt Nam tại vòng 1/8 Asian Cup mạnh cỡ nào? Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, đội tuyển Jordan đã vượt qua nhà đương kim vô địch Australia để chiếm ngôi đầu bảng B. Sức mạnh của đội bóng Tây Á là không thể xem thường. Jordan là bất ngờ lớn nhất trong giai đoạn vòng bảng Asian Cup 2019, nơi vào bảng đấu có mặt đương kim vô địch Australia, Palestine cùng Serbia. Những đối thủ đều có thứ hạng cao hơn Jordan trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Tây Á đã giành 7 điểm sau 3 trận, đường hoàng đi tiếp với ngôi đầu bảng. Jordan có mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Jordan xếp thứ 109, thấp hơn đội tuyển Việt Nam 9 bậc. Nhưng không phải vì thứ hạng này mà đánh giá đội tuyển Tây Á yếu hơn thầy trò Park Hang-seo. Chưa bàn tới kết quả cùng màn trình diễn đến lúc này tại Asian Cup 2019, thì ở thang đo đáng tin cậy hơn là bảng xếp hạng, đội tuyển Việt Nam thua xa Jordan. Điểm của những đội tuyển quốc gia trên bảng xếp hạng được tính toán dựa trên nhiều yếu tố phức tạp như ý nghĩa trận đấu, lợi thế sân bãi, số bàn thắng bại. Và ở thang đo này, đội tuyển Jordan xếp ở vị trí thứ 76, tăng 14 bậc trong một năm qua. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 128 thế giới, bất chấp việc đã có một năm 2018 rất thành công. Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Jordan không được kỳ vọng sẽ tạo ra điều gì đó khi rơi vào bảng đấu có sự xuất hiện của đương kim vô địch Australia. Nhưng chính đội bóng Tây Á lại là chủ nhân của cơn địa chấn đầu tiên tại Asian Cup 2019 khi đánh bại Australia trong trận ra quân với tỷ số 1-0. Đó là cuộc đấu mà đội tuyển Jordan đã cho thấy họ có thể không được đánh giá cao về lực lượng, nhưng tuyệt đối không thể xem thường sự chuẩn bị của đội bóng này cho Asian Cup. Australia hoàn toàn không có phương án nào để tiếp cận khung thành đội tuyển Tây Á ngoài việc treo bóng bổng vào khu vực 16m50. Jordan đã bịt chặt đường vào khung thành, lối đá phòng ngự chủ động cùng cự ly đội hình được giữ rất tốt. Ở khía cạnh tấn công, Jordan rất chất chiêu những cơ hội mà họ có được. Những tình huống cố định là điểm mạnh nhất của đội bóng này. Trước Australia, đội tuyển Tây Á giành thắng lợi bằng bàn thắng tới từ một pha dàn xếp đá phạt góc khi hậu vệ Pani Yesi bật cao đánh đầu, dùng mảnh sao đường tạt như đặt của đồng đội. Ngoài ra, Jordan còn một lần đưa bóng dội xa, cũng từ một pha phối hợp đá phạt trực tiếp ở cự ly gần 20m. Tới chiến thắng 2-0 trước Syria ở lượt đấu thứ hai,
Bàn ấn định tỷ số 2-0 của Soden cũng là một tình huống dàn xếp đá phạt góc khác. Thậm chí Serie A đã bố trí hẳn hai cầu thủ đứng chắn như một hàng rào nhỏ trước chấm phạt góc, nhưng vẫn không thể cản Soden đưa bóng vào vùng cấm và ghi bàn. Tuyển Việt Nam cần chuẩn bị gì trước Soden? Khả năng phòng ngự tốt qua việc giữ cự ly đội hình cùng với việc chắc chiêu cơ hội trong những tình huống phản công là điều khiến cho Soden trở thành ngựa ô tại Asian Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị gì trước đối thủ mà thực tế là có những đặc điểm rất giống với chính chúng ta? Đầu tiên, hãy để ý tới ngôi sao Musa Tomari. Đây là cầu thủ sở hữu giá trị chuyển nhượng cao nhất đội hình Soden khi được Transfermarkt định giá 1,35 triệu bảng. Chơi ở vị trí tiền đạo cánh, Musa Tomari là mũi khoan hạng nặng của đội bóng Tây Á trong những pha phản công. Tomari cướp công trong mọi bàn thắng của đội tuyển Soden tại giải lần này. Nhưng cái tên đáng chú ý nhất của Soden với thầy trò Bart Hensel phải là số 13, Kali Benitiza. Cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ phải này là nguồn năng lượng vô tận của Soden. Ở hàng tiền vệ, chỉ cao 1m75, nhưng Kali có thể lên công về thủ nhịp nhàng suốt 90 phút và là nhân tố giúp cho Soden luôn có được sự chủ động cả khi có bóng lẫn không có bóng. Quan trọng nhất là thầy trò Bart Hensel buộc phải để tâm tới những tình huống cố định của Soden. Đội tuyển Tây Á rất mạnh ở khả năng này và đã trừng phạt cả Australia cũng như Serie A khi không sở hữu bóng nhiều như đối thủ. Cuối cùng Soden đã tạo ra những bất ngờ với tư thế cửa dưới trong những cuộc đụng độ tại vòng bảng. Ở trận cầu duy nhất họ được phép làm cửa trên là trước Belletin. Soden cầm bóng 69% cả trận nhưng không thể có được bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên sẽ sắm vai cửa dưới khi đối đầu với Soden vào ngày 20 tháng 1 tới. Và khi phải sắm vai cửa trên, Soden có thể sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận tấn công. Đó cũng là điều giúp cho đội tuyển Việt Nam có ít nhiều lợi thế trước trận chiến lớn nhất về mặt tầm vóc trong hơn 10 năm qua.